Anh cũng để ý em ở trên TikTok ở bên mình có nhiều cơ sở phết rồi nhỉ? Vâng ạ. Tổng là có 70 cơ sở. Wow, 70 cơ sở. Các bạn có thấy gương mặt của đồng chí trẻ tuổi này quen không? Rất trẻ mà đã là ông chủ ở đấy. Cái này là của trong một cái bánh là có định lượng sẵn là bao nhiêu gram hả em? Trong một định lượng của bánh truyền thống thì anh sẽ có là 31 gram, còn bánh phô mai thì là 27 gram. Em mở thương hiệu này được lâu chưa? Thương hiệu này thì và em mở được gần 1 năm rồi anh ạ. Gần 1 năm rồi. Vâng. Anh cũng để ý em ở trên TikTok bên mình có nhiều cơ sở phết rồi nhỉ? Vâng ạ. Tổng là có 70 cơ sở. Wow, 70 cơ sở vận hành được cả một cái chuỗi hệ thống như thế đúng phải gọi là đẳng cấp ấy. Em là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 2000 anh ạ. 2000, em là tuổi Thìn. Vâng ạ, đúng rồi. Tuổi Thìn rất đẹp đấy. Giỏi, quá giỏi. Anh chỉ có một cái ước mơ cũng muốn mở một cửa bánh mì hoặc một cửa bún chả thôi. Nó đang đi học mãi chưa được thôi. Thế là cứ mày mò thôi anh. Cái sản phẩm bán chạy nhất của bên mình là sản phẩm đặc biệt đặc trưng của bên em, đó là bánh gà anh ạ, bánh gà truyền thống của anh gà phô mai. À, có hai vị ạ? Vâng ạ, bánh gà truyền thống thì có thịt gà, có cà rốt, hành tây với cả là một vài loại gia vị mà bên em nghiên cứu nữa. Tại sao ai là người hướng dẫn cho em, dạy em làm cái bánh này đấy? Cái bánh này là nó là một cái câu chuyện rất là dài và nếu mà có thời gian thì em sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện về cái bánh gà này. Ok, cảm ơn nhá. Từ ngày chơi TikTok này tôi gặp được rất là nhiều người trẻ tuổi mà giỏi. Nói thật luôn là giỏi vãi trưởng ấy. Ví dụ như ông em ở trong clip này các bạn thấy không? Ông em năm nay mới có 22 tuổi. 22 tuổi mà em mới đã là chủ của 70 cơ sở chuyên về bán bánh gà tại Việt Nam rồi. Còn nhớ cái hồi 22 tuổi của tôi, cứ ước mong cuộc sống của tôi là làm sao mỗi ngày được tán được gái đẹp và được đi ăn nhậu thế thôi. Tôi cũng có một ông em mua nhượng quyền lại cái thương hiệu bánh gà Ogi này mở tại là số 40/298 Ngọc Lâm bên Long Biên. Hôm nay đến chơi với ông em thì tự nhiên lại gặp luôn cả chủ của cái chuỗi thương hiệu này ở đó, thế mới vui. Tôi nghĩ thế này, tại sao cái đội bên Tây người ta tạo được những cái món ăn nhanh và từ những món ăn nhanh đó tạo nên nền công nghiệp đồ ăn nhanh được, mà tại sao Việt Nam của mình lại không làm được, đúng không? Mà những sản phẩm của Việt Nam mình ăn cũng rất là ngon mà. Đấy, ví dụ như cái bánh gà này ha, tôi ăn thấy rất là ngon nhá. Cảm giác cắn một miếng vào sâu ngập, cái phô mai nó ứa ra, ăn cùng cả cái vị giòn giòn sật sật thơm thơm của mùi bánh gà, ăn cực kỳ ngon luôn. Sau khi ăn xong là một hớp coca thật là phê, thở hào phát. Ồ, sướng quá. Khi nào mọi người có dịp đi sang Long Biên thì hãy nhớ ghé vào số 40 trong ngõ 298 Ngọc Lâm ăn thử bánh gà nhá. Nói chung tôi có ý kiến là các ông hãy cố gắng ăn đồ ăn nhanh của người Việt Nam đi để được phát triển hơn. Thì cứ ăn của bọn Tây nhiều làm cái gì? Việt Nam vô địch.